Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Và trong video ngày hôm nay mình của ông sẽ đi xem một cuộn băng về một vụ án rất là đáng sợ. Đúng rồi, và có một khuyến cáo cho các bạn, đó là những bạn nào mà còn quá nhỏ thì đừng nên xem video này. Các bạn hãy ngay lập tức out video này ra nha. Mình nghiêm túc nha. Đúng rồi, vì trong video có rất nhiều cảnh jump scare, những con ma, những con quái vật rất đáng sợ luôn. Còn bạn nào muốn xem thì chuẩn bị mang cho mình một chiếc bỉm mà mình cũng đã mang sẵn ở đây rồi, mình rất là sợ. Đúng rồi, các bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xem vụ án này là vụ án như thế nào nha. Ok, đi thôi. Tựa game này có tên là gì hả ốc? Silent Breath, có nghĩa là hơi thở im lặng. Chúng ta sẽ sử dụng tai nghe để mang đến trải nghiệm xem tốt nhất và đúng cũng rồi, đáng sợ nhất. Đúng rồi, các bạn đã cảm giác như mình ở trong game thật ấy, là người ở trong... Mẹ đừng nói đâu, em nổi hết da gà rồi. Là người ở trong cái vụ án đấy luôn rồi, vào xem luôn. Ôi, sợ quá rồi. Đã thế còn mặc áo ba lỗ nữa chứ, đáng lẽ phải mặc quấn chặt bông vào. Ui, ở đây vừa vào phát là thấy xe cảnh sát đây rồi này. Có vẻ như chúng ta đang ở hiện trường của một vụ tai nạn. Mà không, có thể là một vụ giết người, đúng không? Một vụ án ở trong một khu rừng, ở một cái nhà. Một ngôi nhà gỗ trong rừng. Đây là một nước America, Mỹ. America. Mỹ. Đây là xe của Policare. What the hell? Cảnh sát 113. Police. Chào đồng chí nhá. Hôm nay tôi cũng đến hiện trường để điều tra vụ án này. Mọi người bị che mặt các bạn ạ. Che mặt hết rồi. Đây là cái gì? Đây là những cái... Ui. Bàn tay. Đây là những cái gọi là ở điểm nhấn ở hiện trường thì người ta sẽ đánh số vào. Một là bàn tay, hai là bàn chân. Ôi dồi. Ba là một cây búa. Cây búa này có vẻ như là thứ đã gây ra vụ án này. Hung khí. Hung khí. Và nó đầy máu các bạn ơi. Anh này đang gọi là đi tìm thêm những cái gọi là cái gì ạ ốc? Những cái manh mối như kiểu là dấu vân tay này, tóc này hay là lông kiểu đấy. Đồng chí tìm cái gì chưa? Ở đấy có mỗi một vết máu mà đồng chí tìm mãi ở đấy. Đồng chí người à? Đồng chí... Ủa? Ui, nạn nhân đây à? Nạn nhân đây các bạn ơi. Không phải người này đâu các bạn. Không phải à? Nhìn người này tay chân còn nguyên mà. Chỉ là nằm trên này. Chúng ta có một cái poster mất tích. Xem nha. Bấm vào cái e, đây. Ấn E đi. Ôi. Cái gì đây? Hả? Hả? Gì vậy? Mới chỉ chớp mắt cái mà đã biến thành xác ướp à? Xác ướp Ai Cập ở thi thể rồi các bạn ạ. Ôi. 1, 2, 3, 4. Ghê quá các bạn ơi. Ghê quá. Thôi nha, bạn nào mà bé quá tốt nhất là không cần đóng bỉm. Đi ra luôn, ra luôn. Không xem video này nữa nhá. Xem video này nữa nhá. Ui. Mẹ sao lại kinh cái này giải ra như là... Oh. Cái gì đấy? Zombie. Ui, zombie bé quý đánh rồi. Có tiếng gì nói? Đứa nào hét đấy? Chị ơi! Ủa, chị nào đấy hét bên này không ạ? Chúng ta sẽ phải tìm những người mất tích. Mất tích trước khi quá muộn. Có 5 người các bạn ạ. Chính là 5 cái người mà vừa nằm ở trước cái cửa nhà này này. Mình nhìn thấy. Ôi, kinh quá. Mẹ nổi da gà hết lên rồi. Kể quá các bạn ơi. Cảm giác như thật đấy, game này mình sẽ đi vào trong rừng nữa. Chim à? Chim. Chim quạ. Quạ là điểm xấu. Nó đang mổ cái gì á? Ui, nổi da gà luôn. Chim bay thành đàn vòng tròn trên nóc nhà luôn kìa các bạn kìa. Chắc là một cái điểm gờ rồi. Có đèn pin không? Có. Có đèn pin rồi. Ủa mà tại sao mình lại phải tìm cái xác? Mình là police hả? Mình là cảnh sát mà. Mình cảnh sát. Cảnh sát của America. Đúng rồi. Đây là vì một bức tượng. Có vẻ như là tượng Đức Mẹ hả? Bọn mình không có theo đạo nên bọn mình cũng không comment bình luận gì nha các bạn ơi. Chỉ đúng là một rồi. bức tượng ở trong rừng thôi. Không comment thì không biết nhân vật này là ai hết. Chung là game nó làm rất là thật, giống như kiểu mình đi điều tra thật luôn các bạn ạ. Khung cảnh nó không phải giống như kiểu những trong game khác. Đúng rồi, âm thanh thì cực kỳ sống động. Sống động quá. Sống động làm mình hốt. Mình phải đeo tai nghe riêng nhưng mình bảo là thôi thế sợ lắm, mình phải đeo tai nghe chung để nghe cái tiếng bên ngoài nó đỡ ghê. Đây là nhà xí đúng không? Nhà xí rồi. Một cái nhà, cũng không phải nhà xí, nhà không thôi. Nhà gỗ không. Đây là gì? Nghĩa trang à? Nghĩa trang rồi. Có những thiên thần giang tay ra. Rồi sẽ xong luôn đi vào nghĩa trang trong rừng này nữa. Còn đây là thần chết. Đúng không? Her morning Sandwich rose. Ok, linh ta linh tinh. Sáng mặt trời của cô ấy. Rồi hoa hồng gì đấy. Quan tài các thứ này. Quan tài bên trong chắc là có một trong những cái xác người đấy chứ. Không có đâu ạ. Thế à? Thế như nào thì có. Ủa, chỗ này ở đây sương khói mờ nhân ảnh thế ta. Đúng rồi. Âm khí quá. Gì ấy? Nhiều. Chết rồi. Gì ấy? Trời tối à?
Ôi sao? Trời ơi, đã làm được gì đâu mà trời tối. Rồi, tối đúng ở Nghĩa Trang, sợ thật. Tiếng còi xe của cái xe cảnh sát à? Không biết nữa mà. Cái gì ấy? Đứa nào nói đấy? Chúng ta không thể nói quá to. À, có thanh volume gì không? Keep silent. Đứa nào khóc đi. Gì đấy? Ghê quá các bạn ơi, mình không dám nói gì luôn. Đừng nói gì, nói to quá là chết đấy. Có ngôi nhà sáng này. Có ngôi nhà kiểu sáng. Có chân người. Ui. Tìm thấy người đầu tiên rồi các bạn ơi. Ui hay quá. Ok, 1 trên 5 rồi. Đi luôn chỗ khác. Gì vậy? Âm thanh gì đấy? Tôi nói bé thôi. Anh đã giảm âm lượng mic rồi các bạn ạ. Nói to là... Nhưng mà mình cứ nói bé thôi. Các bạn biết mình gì không? Mình nghĩ là bọn mình sẽ không nói nhiều để cho các bạn tận hưởng cái trải nghiệm chơi game. Bọn mình sẽ không nói quá nhiều để cho các bạn tận hưởng cái trải nghiệm chơi game này nhá. Tại vì âm thanh của nó quá sống động các bạn ạ. Cái gì ạ? Mình... Nghe như tiếng con chim... như tiếng con... chim lợn đấy. Cày thế nhờ. Chim lợn là cái con mặt như cú nhưng mà kêu éc éc đúng không? Đúng không? Ghê quá các bạn ơi. Cái ô gió của một ngôi nhà. Hẳn là sẽ có người ở trong này. Không có ai. Cái gì đấy? Con đấy nó như một con ma cây ấy. Cái chân nó giống như là rễ cây. Kinh vãi. Thì có cái ô tô, xem có cái ô tô có gì không. Cái ô tô này. Không có gì đâu ạ. Gì à? Thôi đi đi. Sao nhiều ô tô thế? Ở sao trong rừng nhiều ô tô trùm vái nhỉ? Bỏ hoang à? Sắp sáng chưa ông ơi? Ghê quá. Còn lâu anh ạ, mới có 8 giờ 45 phút thôi. Trời tối này khó tìm quá à. Cho kết thúc vụ án luôn được không? Ám ảnh thật sự các bạn ạ. Team của mình đâu hết rồi? Sao có mỗi mình này? Team mình đâu? Đồng đội của mình chắc là... Sợ chạy mất dép rồi. Bỏ về hết rồi chứ có mỗi mình can đảm này thôi. Hello. Ui. Chị ơi. Mà tóc dài các bạn ạ. Đi bạn ơi. Ôi chị ơi. Chị ơi, em không quen chị ơi. Quay lại. Quay về rồi các bạn rồi, ơi. Lú rồi. Ồ, một cái lều. Có người đang cắm trại ở đây. Có ai đây không? Cứu tôi với. Kìa, trong lều, nhìn trong lều. Không mở được à? Không mở được ạ. Trong lều người ta, chắc người ta đang ngủ. Dậy đi anh ơi. Cho tôi vào ngủ cùng với. Cháy rừng. Ôi, đốm lửa lập lòe xanh đỏ. Nhìn thật kinh. Gì vậy? Ủa? Anh vừa đá bóng rồi thầy. Em nhìn à? Có ai không? Có ai ở đây không? Chào cậu. Ui, có. Gì vậy? Có rồi. Hi, friend. Gì bà? I want to play hide and seek. Ui, chơi trốn tìm với mình. Chạy đi đâu ơi. 9 8 7. Đếm gì mà đếm nhanh. 5 4 3 2 1. Ôi bạn ơi, cứu tôi với, có quái vật. Ôi bà. Ôi team mình à. Đâu rồi. Anh đang cắm đầu anh chạy vì con kia nó bảo là chưa trốn tìm mà nó tìm đến mình xong đời đấy các bạn ạ. Đi đừng đi lùi. Nó đâm đầu gốc cây thì... Thấy chưa? Tiến đi, nó bắt đầu ăn. Gì vậy? Nó sắp bắt đầu ăn nhé, nó vừa sắp bắt đầu ăn. Mình bị
tiêu diệt rồi. Ê, làm khó đấy. Oh, tiếng hét ở bên kia các bạn ạ. Đấy. Rồi bạn hét bên đấy, tôi đi bên này. Không đi sang hướng đấy nữa các bạn ạ, mình quyết định đi hướng khác. Ok. 5 giờ chiều rồi. Căn bản là trạo đệ phải đi điều tra vào buổi tối, ban ngày không đi, ngu người thật. Rừng này thì rất là nhiều thứ, gọi là các bạn biết rồi đấy. Thế nó mới là game. Quả gì trắng trắng kìa. Gì đấy? Có bóng không ạ? Có bóng à? Ừ, em nghĩ bóng. Nhiều à? Ừ. Em tưởng cái gì đó. Sút. Nó bay vào mặt anh. Sút mà giật hết cả mình. Không phải nó sút. Không phải sút mà nó tự bay vào mặt anh. Really? Vậy đứa nào sút? Em không sút, anh không sút, ai sút? Nó tự bay vào mồm anh mà. Chị Phương sút. Chịu ơi. Không hiểu các bạn thấy không? Quả bóng mình đi đến gần nó tự bay vào mặt mình. Tàu lượn siêu tốc này. Ủ, đây có khu vui chơi luôn các bạn ơi. Ui dồi. Sao vòng quanh ngựa gỗ chứ? Ủa tưởng đây nó phải bỏ hoang rồi sao tự nhiên này? Vòng quanh mặt trời cũng khởi động luôn kìa các bạn ơi. Ê, đừng nói có người dưới này nha, tôi hết hồn nha. Thôi thôi bỏ đi ông. Ê, có người thật thế này không? Không có, không có. Đi đến phòng quay mặt trời xem nào, mình có thể nhìn nó từ trên cao. Biết đâu mình có thể lên một cái boss rồi, rồi sau đấy mình sẽ xem một cái cabin rồi mình sẽ xem. Buổi tối mình đứng ở đây không biết có ma không? Chắc có đấy. Vậy là có thể rất là dễ, đây là một khu vui chơi. Đấy không? Nó tự bay mặt đấy không? Ừ. Đây là một cái khu vui chơi trong rừng kiểu trải nghiệm thực tế. Vậy nên là... Ồ, người đầu tiên luôn nằm ở đây luôn này. Ôi. Kiểu như là một cái khu giống như safari đúng không? Vừa có kiểu vườn thú, vừa có khu vui chơi, vừa có nơi cắm trại. Chắc thế rồi. Đi lên không? Đi lên thử vào không? Mình không nhảy được đúng không? Không vào được ông ạ. Ờ, không chơi được đâu các bạn ơi. Vậy là không có chức năng nhảy à? Này liệu những cái người kia. Đây là người đang chơi hả? Ờ. Người đâu? Bé Quý Thành ơi. Những bộ xương thì đúng hơn ý. Nghe sợ thế. Eo ơi. Ê, giờ mình đi về được không? Bây giờ về viết đơn xin bỏ nghề cảnh sát đi. Mình phải lên mạng tìm đơn xin nghỉ việc thôi. Không rồi, đây sẽ là vụ án cuối cùng của cảnh sát Bê Quy Thành và cảnh sát ông. Xem nào. Rồi. Đơn xin nghỉ việc. Đơn xin nghỉ việc nhé. Cái lắm rồi ông ạ. Bây giờ là mình... Nãy mình sinh tồn đến khoảng 10 giờ là mình chết toi. Bây giờ là mới có 7 rưỡi tối thôi. Mong là không gặp cái em trốn tìm. Mình không thích gặp em trốn tìm tí nào. Nó xách theo một thằng nào đấy không? Nó thì nó tìm thấy đấy, hiểu không? Nó đi chơi trốn tìm cái thằng đấy, hiểu không? À. Xong nó tìm thằng đấy rồi nó tiêu diệt. Đấy, nó giống mình. Xong rồi nó lại tiêu diệt mình. Đúng, đúng, đúng. Nó series. Có bác lại bay vào mặt. Hello. Bóng gì? Đầu của nó đấy. Bóng cái gì? Vãi trưởng thật. Bóng nó bâu vào mồm mình các bạn ạ. Ui dồi ôi. Ánh sáng của mình. Xong rồi. Mày về chỗ cũ rồi. Ờ. Vẫn là cái con đấy. Con đấy à? À đừng nhìn, nó bảo Don Mu đúng không? Rồi các bạn ơi, bắt đầu lại thôi. Mình sẽ đi lại, đi một hướng khác, mình không đi mấy hướng kia nữa đâu. Ủa đây, đây gì cái gì ấy? Đồng hồ. Có đồng hồ ở đây. Nhưng hình như không phải xem giờ, mình nhìn thấy có số 60-70 gì. Nhiều lắm nhỉ, nó bay, nó để linh tinh ở khu này luôn. Ồ, cây xăng à? Chắc cây xăng rồi cây các bạn xăng rồi. Kia thế thì cái kia là máy ấy. Máy bơm xăng, đo xăng. Vậy thì mình nghĩ rằng cái khu này nó phải rất là sầm uất. Trước kia ô tô có thể đi thẳng vào đây và đổ xăng ở đây và có tổ hợp vui chơi giải trí. Nhưng có một sự việc gì đó đã xảy ra và làm khiến cho rất nhiều người mất tích và khu này bị bỏ hoang. Đúng rồi. Đây là một giống như một cái thấy luôn một người đây luôn các bạn ơi. Căn phòng các bạn ạ.
Văn phòng. Nghe tiếng chân mình đi thôi thấy ghê. Ôi, xương người đấy. Ủa? Nhưng mà hình như không phải là xương người thật đâu các bạn ạ. Nó trắng tinh như thế, nó là mô hình bằng nhựa thôi. Nhưng mà hay nhìn thấy trong lễ hội Halloween á. Ờ, nhưng mà tại sao Trạm Xăng lại để cái mô hình đấy để chơi ta? Mấy người này không bình thường hay sao ấy? Yeah. Ồ. Cái này giống như một cái biểu tượng một của cái thổ dân à? Thổ dân. Ở đây có thổ dân các bạn ạ. Không, giống như người ta làm tiểu cảnh thôi. Chứ không phải đây có thổ dân. Họ đến đây vui chơi giải trí và khám phá nên người ta dựng những mấy khu tham quan á, kiểu đấy. Nhân tạo thôi. Chả thấy giải trí tí nào các bạn ạ, thấy mất trí luôn ấy. Thì bây giờ nó mới mất trí chứ ngày xưa nó giải trí rõ đó. Đây có một cái biển quảng cáo này. Ồ, thấy người luôn, thứ hai này. Vâng, chào chị. Tìm được 2 trên 5 rồi các bạn ạ. Tự nhiên game thấy nó easy vậy. Ui, sắp tối rồi, hết easy rồi các bạn ơi, hết easy rồi. Đến tối mình trốn đâu, mình đợi trời sáng không nhỉ các bạn. Ừ, hay đừng đi nữa, thật đấy. Thật đấy, hay là đứng im đi. Mình cố gắng tìm mấy cái chỗ nào mà nó cái lều. Chùi đấy à? Có, vừa nãy mình cái đống lửa, nãy mình chơi có đống lửa đấy các bạn. Nên thôi đừng đấy đỡ hơn. Chứ đi trong rừng tối mù mù này ghê lắm. Đúng rồi, không biết phương hướng á, mà rất là ghê mình luôn. Mình nên tìm kiếm một cái vị trí đấy để gọi là trú ngụ qua đêm. Thuyền kia nữa, có những cái thuyền khác ở đây. Đây đây, người tiếp theo các bạn ơi. Thuyền. Chỗ này là mặt đất ẩm ướt quá nên cái tiếng bước chân nó nhép các bạn. 3 trên 5 rồi, còn 2 người nữa thôi. 2 người nữa là cả vấn đề vì khu rừng này rất rộng. Đúng rồi, nó quá rộng luôn rồi bây giờ. Và lại còn nhiều quái vật nữa. Và bọn mình còn đang đi. Mày không hớt được bao con trai. Tobi không tình yêu. Con đấy nó không chỉ là chân nhện các bạn ạ, nó còn có cánh bướm nữa cơ. Anh thấy không, con đấy chân nhện. Ừ, con đấy là yêu quái. Yêu quái. Yêu quái. Mình có phải Tôn Ngộ Không đâu mà có yêu quái. Thôi đừng có ai được. Không, có ví dụ có cái người nào mình cần tìm ấy. Yeah. Phải ma tóc dài nhưng mà là ma nằm. Thôi bạn ơi. Bạn ơi. Thôi. Bạn ơi, mình không quen bạn ơi. Sẽ gặp nhiều thế. Ôi ôi. Hả? Đưa cái gì cũng đưa đầu lâu à? Thôi khỏi đi. Khỏi đi, tôi không thích. Không thích. Ở đây. Người thứ tư. Không, người này mình thấy rồi. À, đi một hồi mình lại về đây các bạn ạ. Thôi rồi. Lú rồi. Ôi mình vừa. Ê. Sao rừng hề đi ra ngoài kia diễn xiếc chứ sao lại vào rừng diễn? Có ánh sáng. Quen rồi, không bị hù đâu. Đây. Người thứ tư rồi các bạn. Còn một người thôi. Băng này được thu vào ngày 16 tháng 2. Ê! Đây 25 năm. Vụ án này không biết có xảy ra ngoài đời thật không nhỉ? Cái gì vậy? Bộ xương thôi, không phải người đâu. Một cái nhà xa. Tôi tìm đường lên đi. Cái gì vậy? Không biết nữa, một cái gì đó. Không phải cười mà là khóc à? Ôi trời ơi! Khóc kìa baby. Không nên đến gần đâu nhỉ? Mình cứ nên đứng đây đúng không? Có một cái thi thể ở đây. Thôi đứng yên đây, đợi trời sáng nha các bạn. 10 giờ tối rồi. Gì kìa? Con gì kìa? Ủa, thấy con gì không? Không, đầu nó là cái đánh giá. Ờ. Cái gì ấy? Cái đầu nó ấy, nhưng mà đầu nó đánh giá. Còn mình bị nó bế lên đây à? Chắc có một người bị cha
chứ, đã làm lễ trừ tà với con này cả. Ủa mình không sao, mình đang cưỡi cổ nó luôn rồi. Ui làm quái quá. Game gì ác à? Game gì ác mà. Mình còn một người nữa thôi các bạn ạ. Game gì ác quá. Lại còn có bà gì tóc bạc kìa. Bên này là có một con gì nữa này. Cày thật. Bây giờ là 12:30 đêm rồi. Mình sẽ đợi 6.5 hours later. 5 giờ sáng thấy nhiễu nhiễu rồi. Sáng rồi các bạn ạ. Sáng rồi. Con này thế nào đây? Ui chết rồi. Ai vậy? Ôi thôi xong rồi. Tên sát nhân. Đúng rồi, có một tên gì đó đã hại mình. Mình đợi đến 5 giờ sáng thế là mình bị xử luôn rồi các bạn ạ. Thật là vô nghĩa. Biết thế thì chết ngay trong rừng ban đêm còn gì. Thật vô nghĩa. Quả đấy mình cũng không đi được, mình bị mắc trên lưng của con kia rồi. Đúng rồi. Và mình đi ra thì sẽ bị bọn khác nó bắt ngay. Đúng rồi, game dí quá. Rồi và bây giờ mình sẽ đi ngược ra phía sau này. Mỗi lần mình sẽ đi một hướng. Đi tìm nhanh đi. Lúc nãy cứ tưởng là đợi đến sáng rồi đi tìm tiếp là an toàn, không có ma quỷ quái vật gì ấy mình. Nhưng không các bạn ạ, mình bị một cái tên rất là kinh. Đúng. Trông nó như kiểu thổ dân các bạn ạ, hay nó bắt mình để làm cái gì đấy hiến tế. Mình cứ nghĩ là sẽ không sao và trời sáng mình tìm tiếp vì chỉ còn có một người thôi. Bọn mình đã gần như chạm đến chiến thắng. Một người lại đặt quỷ ở đây luôn. Đây này, thấy không? Thấy rồi, một cái đầu lâu của một cái con động vật. Có một cái giường chứng tỏ là có một người sống ở đây. Âm thanh game nó sẽ to, hơi to một tí nha các bạn, để các bạn trải nghiệm nó được hơi ghê ghê đó. Không phải ghê ghê, cực ghê. Có một ngôi nhà ở đây hay cái gì ạ? Giống như một cái nhà kho. Hay là nhà không, nhà người ở đấy các bạn ơi. Có một cái chòi này, chòi canh. Hình như lúc nãy mình ở trên này sao đúng không? Đây có người luôn. Có bóng. Tao né rồi. Hẳn rồi, đúng rồi. Nãy mình ở đây các bạn ơi. Bên trong có người nè. Vào trong, vào trong. Lúc nãy mình không mở ra, khéo lúc nãy ở bên trong á, ốc ạ. Nhưng mà anh nhớ không nhầm thì ghế ở đây có cái ghế cơ, nhà khác, sai, nhà khác. Sai. Sắp tối rồi. Rồi đâu nó sẽ tối thôi. Không tránh được các bạn. Vẫn phải đi tìm. Được cái là không biết phương hướng của cái khu này, tối rồi đấy. Tuy trời tối tìm kiếm cũng gặp nhiều bất lợi vì không nhìn thấy gì. Nhưng mà được cái là có thêm quái vật. Được cái là có bạn. Wow, cái xe bị lật. Be quiet. Vâng, biết rồi, cẩn thận, biết rồi. Không phải cẩn thận, nó là im lặng. Be quiet. Thử xe lái chạy khỏi đây không? Mỗi khu vực nó sẽ có một cái con nó ngự trị ở đấy sao? Tao biết mày rồi, mày không hù được tao đâu. Mấy quả bóng thì đó. Quả bóng thì hơi giật mình đấy các bạn. Đấy là quả bóng rổ. Nãy mình nhìn thấy quả bóng này. Gì đây? Diễn siếc à? Chế độ mà là bật chế độ bay lên. Chế độ bay lên. Hạ rồi, tắt chế độ bay lên. Mấy con đấy thì nó không tấn công mình. Nên là mình không sợ. Mình sợ mấy con mà nó lao vào nó cắn mình. Mình hy sinh và chơi lại ấy. Thấy chưa? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tim mình nó, các bạn ơi, tim mình nó hững mất một nhịp. Ôi dồi ôi. Ông mặc bỉm vào đi ông ơi. Hả? Em mặc bỉm vào đi. Có lẽ em mới là người nên mặc bỉm đúng không? Quá kinh luôn đi. Đây 3/5 luôn. Cứ đi thôi. Ôi lại trốn tìm à? Em không trốn tìm được không? Em không chơi được không? I want to play hide and seek. Ôi dồi ôi, em không hide and seek đâu. 9, 8,
Ôi, nó chơi thế thì chơi ai mà chơi lại. Ôi, ôi giời ơi, thôi sao các bạn ơi. Thôi chắc là mình xin nghỉ việc thôi các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn video sau chứ chơi game này áp lực quá. Tìm được 4 người rồi, lần này tìm được 3 người rồi. Thôi. Đây bút ký đơn đi, ký đơn. Anh ký cho em ký sao. Rồi, để em đến lượt em ký. Các bạn ơi, từ hôm nay mình sẽ không làm cảnh sát và điều tra cái vụ cái gì sai lần gì nữa. Cần phải im lặng và đi vào khu rừng dở hơi không ai chơi các bạn ơi. Mắc cả tai nghe vào đây. Mắc tai nghe. Thôi, tạm biệt các bạn nhé, mình bỏ việc rồi. Đúng rồi, các bạn có thể giúp tụi mình vào điều tra tựa game này nhá. Mua trên Steam mất như là 100.000 sao. Còn bây giờ bye bye. Ok, bye bye.